Chắc chắn mọi người chúng ta đều nhớ sau khi mà thắng quân Tống, Lý Thường Kiệt đã nói: sông núi nước Nam vua Nam ở, rành rành đã định ở sách trời, cớ sao bọn giặc sang xâm phạm, chúng bay sẽ bị đánh tơi bời. Tôi không muốn đọc cái Hán Việt ở đây, tôi cố gắng để đọc hết tiếng Việt cho quý vị. Nhưng mà quý vị biết đó là một cái bài thơ, nhưng mà được xem như là cái bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước Việt Nam của chúng ta. Và hôm nay cũng trong cái ý tưởng đó, chúng ta sẽ nghe một ca khúc Nam Quốc Sơn Hà, sáng tác của Đình Đại. Vừa rồi đã cho chúng ta ôn lại cái
lịch sử oai hùng của đất nước. Bài hát kế tới chúng tôi xin mời quý vị nghe để thấy quê hương chúng ta đẹp như thế nào, để thấy dân chúng ta hiền hòa như thế nào. Xin quý vị thưởng thức nhạc phẩm Tiếng Quê Nhà của nhạc sĩ Phan Y Tấn. Vậy đất nước ta đẹp như vậy, nhưng vì sao, vì đâu mà ngày nay chúng ta phải lâm cảnh như thế này? Quý vị nhìn trên màn ảnh, quý vị thấy tại sao có những dân oan mất nhà mất đất, tại sao có những người không được tự do tín ngưỡng, không được nói lên nguyện vọng của mình? Tại sao? Có lẽ chúng ta đều có cùng một câu trả lời. Xin quý vị nghe nhạc phẩm kế tới nói lên cái nỗi khổ, nói lên cái nỗi đau của người dân Việt Nam ngày hôm nay. Nhạc phẩm Nỗi Đau của nhạc sĩ du ca Nguyễn Đình Hiếu. Bài này rất là dễ hát, thành ra xin quý vị nghe theo. Quý vị nghe chúng tôi hát qua một lần là quý vị có thể hát theo những cái phiên khúc kế tới. Thank you.
thưa quý vị, bây giờ chúng tôi sẽ hát và quý vị sẽ hát theo, quý vị sẽ hát đuổi nha. Quý vị, sẽ có một ngày con người hôm nay vất súng, vất cùm, vất cờ, vất đạn, bùi ngùi rưng rưng đặt vòng hoa trên mộ cha ông, khai sáng kỷ nguyên tả trắng, thắng cờ hồng. Đó là mấy câu thơ trong bài thơ Sẽ Có Một Ngày của nhà thơ lớn, cũng là ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện, là người đã trải qua 27 năm dài trong những nhà tù khét tiếng của Cộng sản tại miền Bắc, chỉ vì ông đã làm nên những vần thơ đanh thép, vạch trần tội ác của Cộng sản. Và qua mấy câu thơ Bích Trâm vừa đọc, quý vị thấy là nhà thơ Nguyễn Chí Thiện, ông tin vào một tương lai tươi sáng hơn cho Việt Nam. Khi mà tả trắng sẽ thắng cờ hồng, quý vị thấy những biểu tượng mà Nguyễn Chí Thiện dùng rất là sâu sắc, có nghĩa là chúng ta trông đợi một ngày không xa khi giới trẻ Việt Nam sẽ đứng dậy đáp lời sông núi, đập tan độc tài và áp bức của Cộng sản, để mà mang lại yêu thương, ấm no, tự do, thịnh vượng cho Việt Nam. Sau đây kính mời quý vị thưởng thức Sẽ Có Một Ngày, nhạc của Phan Văn Hưng, thơ Nguyễn Chí Thiện, sẽ do Nguyễn Bá Thành trình bày. Con người hôm nay vẫn súng, vật cùng, vật cờ, vật đàn, đội lại khăn tang quay ngang vòng nạn oan khiên. Sẽ có một ngày con người hôm nay về với hàng chục năm qua bức bách nhạt nhòa cho quên, và hận thù xưa như lan hương thu tan về cao rộng, tất cả lùa qua một cơn ác mộng. Kẻ lọc lừa kia bạo lực xô chân sống sót về đây, trong buổi đoàn viên sum họp hàn huyên huynh đệ tương thân, đứng bên nhau trên mặt mát quay cuồng,
kẽ bùi ngùi rưng rưng, đặt vòng hoa lên mộ cha ông, khai sáng kỷ nguyên tà trắng thắng cờ hồng. Sẽ có một ngày khắp nẻo quê hương tiếng sáo mục đồng êm ả ngân nga, và bài hùng ca là tiếng sao diều bao la. Sẽ có một ngày con người hôm nay vẫn súng vẫn cùng vất cơ vất đảng, đổi lại khăn tang quay ngang vòng nàng oan khiên. Sẽ có một ngày con người hôm nay về với miêu đường mồ mả gia tiên, hàng chục năm qua bức bách nhạt nhòa cho quên, và hận thù xưa như làn hương thu tan về cao rộng, tất cả lùa qua một cơn ác mộng. Kẻ lọc lừa kia bạo lực xô chân sông son về đây, nghe tiếng bình tâm phúc phận. Trong buổi đoàn viên sum họp hàn huyên huynh đệ tương thân, đứng bên nhau trên mất mát quay quần, kẻ bùi ngùi rưng rưng đặt vòng hoa lên mộ cha ông, khai sáng kỷ nguyên tà trắng thắng cờ hồng. Sẽ có một ngày khắp nẻo quê hương tiếng sáo mục đồng êm ả ngân nga, và bài hùng ca là tiếng sao diều bao la. Sẽ có một ngày, sẽ có một ngày, sẽ có một ngày vất cờ vất đảng, sẽ có một ngày, sẽ có một ngày, một ngày sẽ có. Nguyễn Mai Trung Tuấn là người dân oan trẻ tuổi nhất của Việt Nam. Em đã phải chịu án tù 2 năm lúc mới có 15 tuổi vì đã giúp gia đình chống lại nhà cầm quyền địa phương khi mà họ đến cướp đất gia đình của em. Một đứa trẻ ngoan hiền, chưa hề có tiền án hình sự. Điều gì đã khiến em chống lại cả một hệ thống cơ quan quyền lực? Kính thưa quý vị, câu chuyện của Nguyễn Mai Trung Tuấn sẽ được ca nhạc sĩ Đình Đại trình bày sau đây qua nhạc phẩm Tuấn tuổi 15, và bài hát này cũng nằm trong CD Hành khúc cho ngày mai. Chúng tôi kính mời quý vị ủng hộ ca nhạc sĩ Đình Đại và Tuấn tuổi 15. Không biết tin tức của em,
không nghe đến không không nghe truyền thông nói về em. Cho nên đây cũng là một cái bài hát đình đại xin gửi đến các cô chú bác các anh chị em để mà chúng ta cùng nghĩ về Nguyễn Mai Trung Tuấn và hy vọng rằng em sẽ được thả và gia đình của em sẽ được minh oan. Sau đây Tuấn tuổi 15. Này chị này anh ơi, tôi kể cho nghe chuyện hôm nay trên quê hương mình, chuyện một ngày trên xóm làng xin, một gia đình tan nát yêu đình. Chuyện của em tuổi 15, phải xa cha xa mẹ xa em, phải xa quê phải xa trường, em nay thôi đã không còn. Này chị này anh ơi, tôi kể cho nghe chuyện hôm nay trên quê hương này, chuyện dân lành đất mất nhà tan, chuyện nhục nhằn chúa xót thân oan. Nhà bông dưng hóa thành không, đất cha ông hóa thành của công, vốn bao năm trả dăm đồng, còn cường hào ra tay cướp ruộng vừa. Ngày em chỉ mới lên non, tuổi em tuổi chưa biết gì mà đã quen màu ai oán lầm than. Ngày em chỉ mới lên người, đã theo cha đòi công lý mà lời kêu oan khuôn có ai nghe. Ngày em chỉ mới 15, dáng em nhỏ gầy thương lắm mà tương lai nghẹn chết trong hao thù. Quân gian phải sợ khí phách em phi thường. Này chị này anh ơi, tôi kể cho nghe chuyện hôm nay trên quê hương mình, chuyện người tù tôi mới 15 mà cả nhà lao đi bao năm. Tuổi thơ ơi, trả lại em đất nước ơi, ai đầy đọa em. Tuổi thơ ngày mất bao ngày vì cầm tù sau bao chân sông dài. Mất bao ngày vì cầm tù
sau bao chân sông dài. Dạ, và một trong những cái biến động mà phải nói là khiến cho chúng ta từ trong nước cho tới hải ngoại đều phải đau lòng, đó là thảm họa môi trường đang xảy ra ở Việt Nam. Không chỉ là cái đỉnh điểm của nó là lúc công ty Formosa xả chất thải độc và làm cho dọc biển miền Trung, eo biển miền Trung của Việt Nam bị ô nhiễm trầm trọng. Các ngư dân phải bỏ nghề làng chài để đi khắp nơi. Và trên cao nguyên thì chúng ta có bauxit, còn trên rừng thì bị tàn phá. Riêng về ở miền Trung thì năm vừa rồi ở giáo xứ Sông Ngọc có một vụ kiện rất là lớn, có một sự kiện rất là lớn, đó là người dân ở vùng giáo xứ Sông Ngọc đi xuống đường để mà chống lại cái công ty Formosa để giữ lấy cái mầm sống của mình. Thì trong đó có một em là quý vị thấy hình ở đây, đó là em Nguyễn Thị Trà, là một giáo lý viên. Ngày hôm đó em cũng xuống đường với hàng như là hàng trăm ngàn người khác. Thì hôm đó em bị đánh rất là dã man. Thì cái ngày hôm đó cũng là ngày em sinh nhật của em 20 tuổi. Thì Đình Đại cũng tình cờ đọc được cái tin đó ở trên Facebook. Và Đình Đại đã cảm tác ra bài viết cho tuổi 20. Và ngày hôm nay, bài hát này được hát qua tiếng hát Mê Linh. Em cũng vừa 18 tuổi. Em hát cho lứa tuổi 20 của Việt Nam đau thương, thưa quý vị. Oh,
xót xa vô con tin, vì con tin.